Rồi trưa thứ bảy nha, ngày 26 tháng 11 quay lên cho anh em xem một cặp Asia Puppy này khoảng tầm 2 tháng rưỡi nha. Giá sinh viên cho anh em nào ít lúa ha. Cặp này em để giá 1 triệu nha anh em, một trống một mái. Trống hiện tại là tầm 8-900 gram nha, mái khoảng tầm 6-700 gram. Trống mắt chặn khoảng tầm 3 kg, mái khoảng tầm 1,8-2 kg ha. Anh em nào có ít lúa mà đam mê thì mình bắt cặp này ha. Cặp này ăn rất là mặn nha, rất là mặn. Anh em cứ nuôi chuồng bán tự nhiên như vậy là ok rồi. Kính kính gió chút là nuôi cũng dễ rồi ha, không có khó đâu. Form dáng dài vậy, lực lượng ha. 1 triệu nha, giá rất là mềm cho anh em nào cần kinh tế mình hơi yếu hoặc là sinh viên, giá sinh viên rồi ha. Rồi, ai comment thì alo em, số điện thoại của em là 0379486114 nha. Chưa có vốn thì mình có bắt cặp này nhỏ nhỏ nuôi lên, nó cũng vừa có cái thú của gà nhỏ nuôi lên mà cái tiền nó cũng mình bỏ ra cũng không có quá nhiều ha. Cán vuông khô rất đẹp nha anh em. Rồi ai comment thì alo anh em ha. Chào anh em.